Đây là tăng tốc câu phiêu. Phiêu rất là nhanh. Nhưng mà phải chuẩn nhiều. Rồi, nghe rồi đánh nè con. 1 Rồi, lần nữa nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 Thiếu một nốt. Thế rồi, thiếu một nốt. Với lại con vô con hơi bị sớm. Vô con vô đang không phải phách 1 mà vô phách A trước đó. Nghe. Rồi đánh ha. Quay qua nó hơi bị sượng bằng cái thân người. Ok rồi, 1 2 3 4 1 2 3. Thiếu một nốt. Đây nữa nè. Cái nốt cuối cùng của nắm mà nó là tay trái. Nhớ, làm lại nữa nè. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Cuối cùng là tay trái. Tay trái thì cái tay phải con á, lúc đó là tay trái đúng không? Tay trái con đang xéo vào đây thì đó, đang tay trái con đang xéo qua thì tay phải con đâu có dính liên gan gì đâu, thì con dở lên cao một chút con quất nó luôn. Lại nha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Tay trái tay trái là tay nào? Tay trái là lúc nào nhớ tay trái dưới đâu, tay trái đâu? Tay trái đang ở đây. Lúc đó hai tay đang đúng rồi, hai tay tư thế đúng rồi thì tay trái đánh trái rồi. Cái cuối cùng tay trái. Không, tay trái cái cuối cùng thôi. Lúc đó tay trái đang thấp thì con để thấp này, tay phải giữ cao lên kéo. Nếu mà không kịp đưa hai tay về thì như vậy ha. Cứ thiếu nãy giờ thiếu cái tay trái là lại nữa nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 Rồi, rối rồi, loạn rồi. Từ từ. Giống như thầy nè. Rồi con làm lại 4 mặt nè. Nè, 1 2 3 4 1 2 3 4. Đang bị nhảy vào cái A rồi đó. Nó phải vô cái 1 nha. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok, good. Đúng, chính xác.
rồi hiểu rồi ha. Ok rồi, feel như là tốt rồi. Giờ qua điệu bi bóp nè.